1 tháng 12 năm 2015, Việt Nam và EU đã kết thúc quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên, viết tắt là EFTA. Theo các điều khoản của Hiệp định này, thì Việt Nam phải có lộ trình thông qua 3 công ước lõi còn lại của Tổ chức Lao động Quốc tế, xoay quanh quyền tự do lập hội, quyền tự do thương lượng tập thể và việc xóa bỏ lao động cưỡng bức. Ngoài ra, khi EFTA được ký kết chính thức, EU có thể chế tài các vi phạm nhân quyền của Việt Nam theo thỏa thuận đối tác mà hai bên ký năm 2012. Mới đây, Quốc hội châu Âu đã tổ chức một phiên điều trần về EFTA vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Họ đã mời ông Nguyễn Văn A đến dự với tư cách là nhà nghiên cứu độc lập về xã hội dân sự Việt Nam và mời bà Ca Dao của nhóm lao động Việt đến dự với tư cách là nhà hoạt động công đoàn độc lập. Ngày 25 tháng 10, đài RFA đã phỏng vấn Nguyễn Văn A và Ca Dao cùng Trần Ngọc Thành của nhóm phong trào lao động Việt về tác động của EFTA đến việc thành lập các nghiệp đoàn độc lập ở Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn này, Nguyễn Văn A nói rằng EFTA sẽ đem đến cho các công đoàn độc lập ở Việt Nam hai cơ hội. Thứ nhất là tiến trình phê chuẩn 3 công ước lõi của ILO, bao gồm 2 công ước xoay quanh quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể. Tiếp lời qua Nga, Kaya viết rằng các nghiệp đoàn độc lập có thể gửi đơn đến Bộ Công Thương để đăng ký hoạt động hợp pháp sau khi CPTPP và EFTA được ký kết chính thức thông qua. Và một nghiệp đoàn liên kết với nhóm lao động Việt đang chuẩn bị làm việc này. Trong khi đó, Trần Ngọc Thành cho rằng trong bối cảnh đang áp khốc liệt hiện nay, nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện các thỏa thuận của EFTA bằng các phương thức lương lẹo. Trong cùng cuộc phỏng vấn, RFA cho biết lẫn Nguyễn Quang A, Ca Dao lẫn Trần Ngọc Thành đều đồng ý rằng các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam cần có sự hỗ trợ và hợp tác chung đối với quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vào tháng 12 năm 2009, Ủy ban Bảo vệ Người lao động Việt Nam của Trần Ngọc Thành từng họp tại Malaysia với Đảng Việt Tân, Đảng Dân chủ Nhân dân và Tập hợp Công lý để thành lập một liên minh mang tên Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ. Sau đó, ủy ban này đã đưa Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng sang Malaysia để dự một khóa huấn luyện do NED và Canvas tài trợ nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt trong nước. Sau khi về nước, đầu tháng 2 năm 2010, Hạnh và Hùng đã kêu gọi công nhân nhà máy giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh đình công, đồng thời phát 3.000 tờ truyền đơn kêu gọi thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam. Tờ đơn này có in tên của 4 thành viên Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ, trong đó Đảng Việt Tân hiện được xem là một tổ chức khủng bố. Sau khi ra tù, Đỗ Thị Minh Hạnh đã tiếp tục hoạt động chống chế độ đến ngày nay. Như vậy, Trần Ngọc Thành không thành lập một công đoàn độc lập với các chính phủ, các thế lực chính trị và chỉ hoạt động về quyền lợi của công nhân. Thay vào đó, ông đã thành lập một công đoàn lệ thuộc vào tổ chức NED của CIA, lệ thuộc vào Đảng Việt Tân, là lợi dụng công nhân để lật đổ chế độ. Sau hiệp định EFTA, Trần Ngọc Thành thật lòng muốn thành lập một nghiệp đoàn độc lập hay chỉ dùng nhãn hiệu đó làm vỏ bọc để che giấu các tổ chức chống đối chế độ. Đây là điều mà dư luận nên nhìn rõ. Sóng truyền thông số 5.